Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi thử một event của mùa online. Ở các season về sau thì chúng ta sẽ có thêm event Major of Dimension. Thì event này đi như nào và nó sẽ nhận được gì? Thì trước tiên anh em sẽ phải kiểm cho mình vẽ thư của là Elena. Thì thư này anh em có thể đánh được từ các map DD1 gọi là Deep Jungle 1 trở lên, thì anh em sẽ đặt auto và sẽ nhặt được lá thư của Elena này. Và sử dụng thư Elena là như nào thì chúng ta sẽ phải đi đến map event, là map này, Event Square. Sau khi đến được map Event Square thì chúng ta bật tab lên và di chuyển đến Dimension Gate, đây cổng Dimension, và chúng ta đi vào. Thì sau khi chúng ta đi vào được cổng của Dimension Gate thì chúng ta đi đến cái kính này, thì đây là cái cổng để đi vào luôn, nhập vào. Và nó bảo là không thể đi khi mà bạn ở trong party, chúng ta sẽ phải thoát party ra. Thoát party, tiếp tục chấp lại lần nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có thể đi được Major. Bây giờ thì yêu cầu của Major này là gì? Các bạn hãy đi ở góc trên, diệt quái ở trong Major và tìm được cái cổng cửa ra. Và Major Goblin, nghĩa là Major vàng á, sẽ xuất hiện nếu như mà bạn đi được trong vòng 10 bước, nghĩa là 10 cái ô. Thì phần quà của chúng ta sẽ là Lovery Box. Nếu như đi ở 1, chúng ta sẽ thử đi lên 1, 2, 3, vẫn là lâu. 4, vẫn là lâu. Rồi, đây, vẫn là lâu. Và cái thử từ đi như này á, thì sẽ là 1, 2, 3 là sẽ là một độ khó. 3, 4, 5, 6 là sẽ là một độ khó. 7, 8, 9 sẽ là một độ khó tiếp theo. Tương tự như vậy. Thì để đơn giản mình sẽ đi ở độ khó 1 để xem quái nó có mạnh hay không. Và yêu cầu để đi vào là lá thư Eleanor. Rồi chúng ta bắt đầu. Hit Enter. Enter. Như vậy là chúng ta đã đi vào cổng. Và để biết được cách đi nên chọn cổng nào trong 4 cổng này. 1, cổng 2 này, cổng 3 này, cổng 4, 1 này, cổng số 4 này. 1, 2, 3 và 4 thì chúng ta hãy nhấn tab lên. Đây, anh em có thể thấy từ vị trí ô mình đến cái đích này, có lá cờ này, chúng ta phải đi trong vòng 10 bước. Như vậy là chúng ta có thể đoán được. Các bạn sẽ phải tính làm sao mà đi từ vị trí một trong 4 cổng này phải đi đúng 10 cái ô thì đến cổng là mình là chính xác nhất. Và bây giờ mình sẽ thử đếm. Nếu như mình đi ở cổng số 1 là cổng này thì là phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Như vậy là sai. Mình nghĩ chắc chắn là sai không vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Như vậy 10 ô này vẫn chưa thể đến nên mình sẽ lựa chọn cổng 1 và cổng 2. Và có thể là 10 ô, trong 10 ô này nó sẽ có là bước rẽ xuống. Sau đó rẽ lên thì mình sẽ là nằm trong vòng 10 ô. Thì bây giờ mình sẽ đi thử ở cái ô số 3. Đây, mình vừa vào ô số 3. Và ở đây nó phải yêu cầu mình là diệt 10 quái. Và mình nhận auto. Và kêu cho đủ 15 quái. Mình nhận 15 quái nhé nhé. 8. Đợi quái hồi sinh lại. 2, mình diệt đủ 15 cổng và cổng đã được áp dụng. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhận tab. Sẽ có hai đường đi, 1 2 3 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 chưa thể. Mình sẽ thử đi thẳng tiếp. Rồi. Đi thẳng nó sẽ có tiếp tục hai lựa chọn. Mình sẽ thử dùng đi thẳng, mình sẽ tính tiếp xem. Như vậy là mình đã đi được hai bước. 2 bước, 1, 2 và 3. Nếu như mình đi qua đây 4, 5, 6, 7 chưa đủ 10 là chắc chắn không thể đi qua được. Bây giờ mình diệt quái 15 quái mà không sử dụng hồi máu, không được dùng cái bình hồi máu này nha anh em. Đó là lý do vì sao mà anh em phải sử dụng cổng vô hợp nếu như quái mạnh quá. Rồi mình sẽ đi lên. Bây giờ mình đi lên. Mình chọn cổng trên. Thì
thì tại sao mình lại chọn ở cổng trên mà không phải là đi rẽ lên, vì mình rẽ lên là không đủ 10 bước. Tiếp tục đánh quái ở này và dùng được 60 giây nha nhé. Mình tính này 1, 2, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Nên mình nghĩ nếu như mà mình đi ngang, nếu như có cổng đi ngang mình sẽ đi ngang thẳng luôn, và nó có thể là chính là cái cổng chính xác. Nên ở ban đầu anh em phải đọc yêu cầu của game. Game nó yêu cầu là mình đi trong vòng 10 bước là may mắn nhất. Ngoài ra anh em có thể đi cả cổng này, lên quanh thì nó sẽ vẫn là về là cái mục đích, nhưng mà đi rất là lâu. Nên mình phải đi và sử dụng tính toán, chứ mình đi kiểu may rủi là cực kỳ lâu và mất thời gian, gây rất là ức chế. Bây giờ mình sử dụng hết 45 giây, 7 giây rồi. Bảy, tháng 8, tháng 9, 60. Rồi, có cổng đi ngang, chuẩn luôn. Chúng ta sẽ đi ngang. Tiếp tục. Vào hôm nay thì mình sẽ không phải cần phải đánh gì hết, nó sẽ tự động hiện cổng. Mình tiếp tục đi thẳng. Tiếp tục chọn cổng 1. Ở cổng này nó cũng bắt mình sử dụng 60 giây. Và chúng ta sẽ phải đợi mà thôi. Bài giây rồi, mình hy vọng là cổng này của mình sẽ chính xác. Nên chúng ta sẽ phải tính toán, không được đi bay. Như vậy chơi game nó sẽ vui vẻ hơn rất là nhiều. Mặc dù là game là giải trí, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu được cái gọi là sao nhỉ, cái mục đích của cái người tạo ra cái event này. Event này cũng có một số anh em gọi riêng là đi mi cung. Vì tại sao là anh em có thể thấy đó, nếu như mà mình đi sai là mình sẽ phải đi rất là nhiều và đi vào ngõ cụt. Rồi, 55 rồi. 67. 58. Rồi, có cổng đi thẳng ngon luôn. Tiếp, chọn cổng 1. Ui, tuyệt vời. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Nếu như 9, sẽ có hai ô chính nha nhé. Một là đây và một là đây. Là để ô thứ 9 và ô thứ 10 và vừa đến cái mục đích luôn. 1, 2, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8 này, 9 này, 10 này, hoặc là 9 này, 10 này. Nếu như ô này nó sẽ ra hai đường này thì rất là khó cho mình lựa chọn. Việc lựa chọn của mình sẽ là 50 và 50. Đây, nó cũng bắt mình sử dụng hết 60, chứ không phải là kêu 15 quái nữa. Nếu như anh em chỉnh vào những cái ô mà sử dụng 60 giây thời gian thì khá là mất thời gian. Chúng ta phải đợi rất là nhiều. Đấy. Nhân vật của mình thì cũng chả mạnh mẽ gì. Ever thì 1036. Đây, chính xác luôn. Nó sẽ có luôn hai cổng và cổng 50-50. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cầm tay máy rồi thôi. Nếu như anh em còn nhớ tuổi thơ thì cầm tay máy rùi bừa củi nấu cơm. Rồi ok, mình đi xuống, mình đi xuống. Ô này là ô thứ 9. Nếu như mà có đường rẽ qua là chính xác nha anh em, còn nếu như không có thì mình sẽ phải đi ngược lại ô này và đi lên. Như vậy là mình sẽ không thành hoàn thành 10 ô và mình sẽ không triệu hồi được cái miếng vàng. Đấy, mình đã đi sai và nó được gọi đây là ngõ cụt mà mình không thể đi qua với ô bên này được. Đấy, chúng ta sẽ phải đi lại. Như vậy là mình sẽ không đi được đến 10 ô. Ở ốp của nó sẽ là 50-50 nhé. Mình qua ô này. Rồi, sử dụng hệ 60 giây thời gian. Anh em có thể thấy nếu như mình đi đường này thì nó lòng ngoằng, nó phần sẽ đến ô này và nó bắt buộc mình đi qua ô này và mới đi xuống được. Nên gần như cái ô mình đang đứng hiện tại để được vào cái mục đích gọi là cờ là gần như tỷ lệ là gần như là 99% luôn á. Rồi, mới được 8 giây, rất là lâu. Rồi, anh em mua hero sụt rất là nhiều. Đây, mua nhiều quá trời quá đất luôn. Thì server mình đang chơi là server realmu.net nha anh em. Mình sẽ để link ở trong phần mô tả, anh em có thể vào đó và lấy link vào chơi. Đây, 51 giây rồi, 52 rồi. Thì server này anh em cày root rất là dễ. Root sẽ đi được từ BC
Gaion. Rồi xong, chuẩn xác luôn. Mình sẽ đi xuống và đi vào ô vạch đích. Đây, như vậy là mình đã đi đến exit. Dù rằng không đi trong vòng 10 bước, mình đi mất 11, 12 bước. Nhưng cũng là khá là may mắn vì đi rất là nhanh. Nếu như mà anh em mà đi đài á, đi máy mà đi kiểu máy rủi á thì nó rất là lâu, rất mất thời gian. Nên mình mới bảo là anh em đi cái này phải tính toán thì cái việc đi nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi, còn như đây sử dụng 60 giây thời gian. Rồi, mình chụp bức hình này làm thông nô. Rồi, đợi 30 giây. Server mình cũng không phải là đông lắm, khoảng gần 3.000 người chơi thực. Và tỷ lệ online cũng khá là cao, chắc là dao động khoảng tầm 7-8.000 ác gì đó online ấy. Vì một người có thể sử dụng 10 ác lần. Mình sẽ để link Facebook cũng như là link Discord và link download game. Anh em có thể vào đó đăng ký để chơi. Server thì mới ra được tầm 8-9 tháng á, và vẫn chưa có ai mắc level hết. Thì đối với một server nâng reset thì anh em có thể bắt đồ xong thì chẳng sao. Chủ yếu là đồ họ sẽ đến mức và họ sẽ không lên được nữa, và chủ yếu là cách PK thôi. Đây, kêu 15 quái thì rất là đơn giản. Xong 1,5 giờ đang càng rất là đơn giản đối với mình. Quả chết như rạ. Tôi sử dụng stealth mấy teo. Rồi, tiếp tục 1,5 giờ đang. Ok, như vậy là mình được bốc medium vì mình chỉ có đi mất bao nhiêu 18 đây, 339 điểm kêu, 100 điểm Magiapon, do mình chỉ đi mất 11-12 bước mà thôi. Đây, và để nhận được anh em nhấn V lên. Đâu rồi nhỉ? Rồi mình nhập đây, nhấn cá lên nha anh em. Ok, nhận được. Và chúng ta click chọn. Như vậy là mình nhận được cái gì đây? 1216 rút, cực kỳ thơm. Thì trên đây là mình cùng hướng dẫn với anh em thử đi cái event này. Thì đối với Mejo thì anh em đi thì phải để ý cái cách đi là phải 10 ô, và anh em phải tính toán chứ không thể là đi lại. Mình nói rất là nhiều lần. Và xin chào và hẹn tạm biệt em. Hy vọng video này giúp ích được cho anh em cái cách tính toán để đi được cái mê cung dễ dàng hơn. Và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye và chào tạm biệt anh em.